cũng theo đạo Hindu và cũng sống bên dòng sông Hằng huyền bí. Nhưng những người Ahori Babas lại khiến các tín đồ Hindu giáo khác tẩy chay vì lối sống kinh hãi của mình. Ahori Babas là nhóm người có phong tục an táng đáng sợ nhất trên thế giới. Khi một thành viên trong nhóm mất đi, các thành viên còn lại sẽ ăn sạch sẽ thịt của người đã khuất, chỉ để lại xương cốt. Những bộ xương sau đó sẽ được dùng làm đồ gia dụng, trang sức, bát uống rượu hoặc bình đựng ngũ cốc. Người Ahori cũng cư xử như vậy với thi thể của những tín đồ đạo Hindu khác được thả trôi nổi trên sông Hằng. Họ vớt những thi thể này lên và thưởng thức chúng như những đặc sản đến từ cõi Vĩnh Hằng. Lý do của những hành động dã man này là bởi người Ahori quan niệm rằng sợ chết là một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản con người đến với cõi Niết Bàn. Do đó, ăn thịt người giúp các thành viên hòa nhập và chung sống lành mạnh với cái chết. Ăn xác với các cư dân Ahori là một hình thức tu hành. Ngoài ra, họ còn luyện tập song song cả yoga và thiền quán. Dù có vẻ đáng sợ, nhưng người Ahori không phải là bộ tộc độc ác. Họ thường xuyên làm từ thiện và xây dựng hẳn một nơi chăm sóc, cứu chữa cho người bị bệnh phong. Tính đến nay, họ đã chữa khỏi cho 99.045 bệnh nhân bị bệnh phong nặng và 147.503 người bị bệnh phong nhẹ.